Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay lên sóng thanh lý tiếp cho anh em một chiếc súp điện DSW 11 của Denon. Con này thiết kế hai bắt kép rất là đẹp. Đấy. Hình thức về phần mặt tiền thì còn rất là đẹp nhé. Thì đằng sau nó hơi cũ một tí thôi. Đằng sau thì nó hình thức nó còn khoảng 93-94% gì đấy. Đấy. Tí em quay đằng sau cho anh em nhé. Đấy. Con súp này anh em thích hợp với các bộ dàn mini anh em nhé, để anh em bổ sung cái giải trầm cho các bộ dàn mini của Denon. Đấy. Khá là đẹp. Đấy. Đây là phía dưới chân anh em nhé. Đấy. Đây phía dưới chân này đang bẩn này, đây là phía dưới chân nhé. Đấy. Anh em có thể để nằm như thế này. Đấy. Hoặc là mình có thể dựng đứng nó lên. Đấy. Đứng lên như thế này, nguyên bản nhà sản xuất thiết kế là nó sẽ đứng lên như thế này anh em nhé. Đấy. Đây cái nút này là tắt nguồn này. Đấy. Ở đây là núm volume to nhỏ này, đây là nút cắt tần đảo pha của nó này anh em nhé, à cắt tần anh em nhé, cắt tần này để trầm sâu, để xoay hết về bên trái thì trầm sâu, về bên phải thì trầm nông lên đấy. Đây phía sau của trầm đây anh em nhé, được xử lý được cứng cáp rồi anh em nhé, em đã xử lý được cứng cáp cho anh em rồi, về thì sử dụng thôi. Con này là hàng khách nhờ bán hộ anh em nhé, khách nhờ bán hộ. Ngày xưa là em bán cho bác khách là con này là 1,6 triệu đấy, ngày xưa bán cho bác khách là 1,6 triệu, nhưng bác dùng 3 năm rồi, bác dùng 3 năm rồi, nó vẫn rất là ngon, nhưng mà nó chỉ có là bác để nó ẩm thôi, bác cứ để nó ẩm. Đấy, về em đã phải đổ keo lại cho anh em rồi. Đấy, hiện tại thì em thanh lý cho bác ấy là 1,399,000. 1,399,000 anh em nhé. Con này mà bây giờ mà em lấy bãi về, mà có hàng bãi về lấy bây giờ thì nó vẫn tầm khoảng 1,6 triệu, 1,7 triệu một con anh em nhé. Có anh em bán thì 2,1 triệu một con thôi. Đấy, con này thanh lý ở bác khách đấy 1,399,000. Đây công suất của nó thì 32W anh em nhé. Nguyên súp mà 32W là nó đánh khá là bạo lực. Rất là thích hợp cho các bộ dàn mini anh em nhé, tại vì các bộ dàn mini thường là nó không có nhiều súp, anh em bắt buộc phải bổ sung súp cho nó. Đây nó có cả cái đảo pha đây anh em nhé, đây nút đảo pha đây này, tín hiệu vào này, in này, anh em cắm vào line in đây nhé, tín hiệu vào đây nhé. Đây anh em gì này, line in này. Đây. Cái này là dùng đường 2 input, cái này mình không dùng đến, cái này là thường là mình sẽ đấu vào âm ly, nếu mà âm ly nào mà nó không có cái đường tín hiệu ra súp riêng như thế này ấy, thì mình sẽ dùng đấu đường loa vào đây nhá. Đấy. Nhưng mà đấu thì nó loằng ngoằng. Đấy. Bình thường mình cần cấp tín hiệu vào một sợi này thôi nhá. Trên các cái âm ly mini của Nhật ấy, thì nó hay có các cái lỗ súp bút phôi ao như thế này thì em cắm vào nhé. Đây em ví dụ cho này. Ví dụ như con trên này chẳng hạn này, đây con Onkyo này này. Nó có cái đường súp quất phơ out này. Đấy em cắm cái đường súp này sang con này là được nhá, là nó phát tín hiệu trầm đến nhá anh em nhá. Đây em thử cho anh em này, em cắm thẳng từ tivi vào. Đấy, qua đường tín hiệu này và em cắt tần qua đây luôn. Đấy. Đây em sẽ mở tiếp cái củ bát cho anh em nhá. Bát của nó là bát thật anh em nhá. Hai bát này là hai bát kép thật. Đấy, củ nó từ kép rất là gấu luôn. Em sẽ mở cho anh em một con để anh em xem thử củ của nó nhá. Từ kép bọc thép chống nhỡ vàng chóe luôn. Cái công suất tiêu thụ ở đằng sau nó ghi là 32W. Còn công suất trên một củ loa của nó là 30W một củ anh em nhé. Đấy, là 60W một cặp nên chịu đòn tối đa. Đây. Mắc 30W anh em. Đang quay video thì khách lại gọi. Đây em cắm tín hiệu vào em thử cho anh em này. Thank you.
thật anh em nhé. Đấy, bát bên này chạy này, bát bên này cũng chạy luôn này. Đang gọi có sóng điện thoại nên là nó kêu o vào cái súp. Đây, em để gần sóng nó mạnh nó càng kêu này. Đấy, để xa ra thì hết. Khách gọi đang quay dở nên không muốn nghe điện thoại của khách. Đấy, con này để cho anh em với giá là 1.399.000 nhá. Khách thanh lý nhá, 1.399.000 nhá. Đấy. Ngoài ra thì em còn một con 16 của Denon nữa này. Đấy, con 16 to hơn này. Con này nó hai bát của nó là hai bát 11 anh em nhá. Hai cái bát 11 này. Đấy, con này là một cái bát 16 này. Đấy. Con này thì gấu hơn, con này hàng bãi vừa về, con này thì 2.2 anh em nhá. Để tí nữa em lên video riêng con này cho anh em nhá. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đưa Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy nha anh em. Đây em đo kích thước cho anh em này. Chiều sâu của con súp này là 26 anh em nhé. Chiều ngang của nó là 34. À, đây là chiều đứng. Anh em để đứng nhé. Để đứng thì là 34. Đấy. Chiều cao của như thế này thì nó là 16 anh em ạ. Rồi. Lưới đầy đủ anh em nhé, đầy đủ lưới và logo nhé, rất là đẹp luôn. Đây, đóng vào luôn cho anh em đây. Đấy. Lưới và logo đóng vào như thế này anh em nhé, rất là đẹp nhé. Đấy. Không có bục rách gì cả nhé. Xin cảm ơn và chào tất cả anh em nhé.